Sáng 6 tháng 4, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thị xã Thuận Thành và Công an các phường thuộc thị xã Thuận Thành. Dự lễ công bố có đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận Thành. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thị xã Thuận Thành và Công an 10 phường thuộc thị xã Thuận Thành, gồm Công an phường Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Chí Quả, Xuân Lâm và Ninh Xá. Đồng thời công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí lãnh đạo Công an thị xã Thuận Thành, quyết định bố trí trưởng phó Công an phường thuộc thị xã Thuận Thành. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập Công an thị xã Thuận Thành có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thị xã Thuận Thành ngày càng phát triển. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trên cương vị mới, nhiệm vụ mới, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Thuận Thành tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu, phát huy năng lực sở trường, đảm nhận thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận Thành quan tâm tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc sinh hoạt cho Công an thị xã Thuận Thành để cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.